Mở đầu Câu 1 Chọn đáp án đúng nhất Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học Vận hành nhà máy sản xuất vaccine phòng chống dịch COVID-19 Lắp đặt hệ thống pin mặt trời trên mái nhà để cung cấp điện khi trời nắng Làm thí nghiệm để xác minh thành phần tinh dầu bưởi Sản xuất nước mắm từ nguyên liệu cá cơm Và đáp án đúng nhất chính là làm thí nghiệm để xác định thành phần tinh dầu bưởi Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất. Một bạn dùng thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1mm để đo chiều dài bảng đen. Trong cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng? 2000mm, 200cm, 20dm, 2m và đáp án đúng nhất của chúng ta sẽ là 2000mm. Chọn đáp án đúng nhất, cân một túi hoa quả, kết quả 1553g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là 5 g 100 g 10 g hay 1 g Đáp án đúng nhất ở đây chính là 1 g Chủ đề 2 các thể của chất Câu 3 Chọn đáp án đúng nhất Quá trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất Rượu để lâu trong không khí bị chua Sắt để lâu trong không khí sẽ bị dỉ Nước để lâu trong không khí bị biến mất Đun dầu ăn trên chảo quá nóng sinh ra chất có mùi khét. Vậy quá trình nước để lâu trong không khí bị biến mất không thể hiện tính chất hóa học của chất. 2. Cùng với một chất nhiệt độ nóng chảy cũng chính là nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ hóa hơi, nhiệt độ ngưng tụ. Đáp án đúng nhất ở đây chính là nhiệt độ đông đặc. Chủ đề 3. Oxy và không khí. Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của oxy? Sát trùng nước dùng làm bình dưỡng khí duy trì sự sống trên trái đất. Hàn cắt kim loại, đáp án đúng nhất chính là sát trùng nước. Dấu hiệu nào chứng tỏ không khí bị ô nhiễm? Không khí trong lành mát mẻ dễ chịu, trời xuất hiện sương mù vào buổi sáng, trời trở gió và xuất hiện mưa, mùi khó chịu, giảm tầm nhìn, khó thở. Đáp án đúng nhất chứng tỏ không khí đang bị ô nhiễm chính là mùi khó chịu, giảm tầm nhìn, khó thở. Chủ đề 4, một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm. Câu 5, nước biển dùng để sản xuất muối ăn vậy nước biển là nhiên liệu, nguyên liệu, khoáng sản, vật liệu. Đáp án đúng nhất là nguyên liệu. Loại thực phẩm nào có nguồn gốc từ thực vật? Cà rốt, trứng, xúc xích, sữa tươi. Và đáp án đúng nhất chính là cà rốt Chủ đề 5 Chất tinh khiết hỗn hợp phương pháp tách các chất Câu 6 Hỗn hợp nào sau đây gọi là huyền phù Sữa bột và nước Dầu ăn và nước Dầu ăn và giấm Muối ăn và nước Và đáp án đúng nhất huyền phù chính là hỗn hợp gồm có sữa và nước Hỗn hợp nào sau đây tạo được hỗn hợp không đồng nhất Nước và muối Rượu etylic và nước Đường và nước tinh bột và nước Đáp án đúng nhất chính là tinh bột và nước Chủ đề 6 Tế bào đơn vị cơ sở của sự sống Câu 7 Do sơ suất không ghi nhãn của một số tiêu bản Muốn xác định tiêu bản của tế bào thực vật Cần dựa vào sự có mặt của thành phần nào dưới đây Mang tế bào, nhân tế bào, lục lạp, chất tế bào Và đáp án đúng nhất chính là lục lạp Để quan sát hình dạng cấu tạo tế bào vẩy hành dưới kính hiển vi quang học cần thực hiện các bước. 1. Dùng kim mũi mác lột nhẹ lớp tế bào trên cùng của vết khoanh. 2. Dùng dao mổ tách lấy một vẩy hành rồi dùng kim mũi mác tạo thành một vết cắt hình vuông nhỏ với kích thước từ 7 cho tới 8 mm. 3. Đặt lớp tế bào lên lam kính đã nhỏ sẵn một giọt nước cất. 4. Đậy la men bằng cách trượt la men từ một cạnh và thấm nước thừa bằng giấy thấm nước. 5 đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát từ vật kính nhân 10 sang vật kính nhân 40. Và chúng ta phải thực hiện các bước từ bước số 2 đến bước số 1 đến bước số 3, số 4 và số 5 sẽ là chính xác nhất. Chủ đề 7 từ tế bào đến cơ thể câu 8. Cơ thể đơn bào gồm tảo lục, trùng roi và tôm sông, sứa biển, cây dương sỉ, tôm sông, lục lạp, nấm men và tảo lục trùng roi, nấm men và tảo lục, đáp án đúng nhất của chúng ta chính là đáp án trùng roi, nấm men và tảo lục. Hệ trồi của cây xanh không có cơ quan nào dưới đây: lá, hoa quả, thân cành, rễ và đáp án đúng nhất chính là hệ trồi của cây xanh không có chứa cơ quan rễ. Chủ đề 8 đa dạng thế giới sống, câu 9, điều quan trọng nhất nào khiến virus chỉ là dạng sống ký sinh nội bào bắt buộc A. kích thước vô cùng bé, B. cấu tạo quá đơn giản, chỉ có vỏ protein và lõi, C. chỉ có thể nhân lên trong tế bào của vật chủ, D. có thể có hoặc không có vỏ ngoài và đáp án đúng nhất chính là đáp án B, cấu tạo quá đơn giản, chỉ có vỏ protein và lõi. Trong các hoạt động sau, 1. khai thác có quy hoạch các nguồn tài nguyên khoáng sản, 2. xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, 3. Nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ động vật quý hiếm, 4 đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, 5 xây đập ngăn dòng chảy, tạo hồ chứa nước để xây dựng thủy điện. Các hoạt động nào làm suy giảm độ đa dạng sinh học? Các hoạt động làm suy giảm độ đa dạng sinh học chính là hoạt động 1, 4, 5. Chủ đề 9 lực, câu 10. Hai người A và B cùng đưa một thùng hàng lên cao. A ở vị trí thấp hơn còn B ở vị trí cao hơn thùng hàng Nhận xét nào về lực tác dụng của A và B lên thùng hàng sau đây là đúng A đẩy B kéo A kéo B đẩy A và B cùng đẩy A và B cùng kéo Và đáp án đúng nhất chính là A đẩy B kéo Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc Đó chính là lực của nam châm khi đặt gần đinh sắt Chủ đề 10 Năng lượng và cuộc sống Câu 11. Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là thế năng đàn hồi, động năng, cơ năng, thế năng hấp dẫn. Đáp án đúng nhất chính là thế năng hấp dẫn. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất, hãy cho biết trong quá trình rơi, năng lượng đã chuyển hóa như thế nào? Thế năng chuyển hóa thành động năng. Chủ đề 11. Trái đất và bầu trời. Người ta quan sát trên mặt đất thì thấy mặt trăng mọc đằng đông và lặn đằng tây lý do là trái đất tự quay theo chiều từ tây sang đông vào đêm không trăng chúng ta không nhìn thấy mặt trăng là vì ánh sáng phản xạ từ mặt trăng không chiếu tới trái đất